Thời gian qua, các cơ sở cai nghiện ma túy trong tỉnh nỗ lực thực hiện công tác điều trị gắn với các hoạt động lao động sản xuất, giúp người nghiện phục hồi thể trạng và sức khỏe để hòa nhập cộng đồng. Phóng sự thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai. Sau nhiều năm nghiện ma túy, một năm trước, anh T.Q.H. phải vào cơ sở cai nghiện ma túy số 1 theo hình thức bắt buộc. Sau thời gian điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe, anh Hát đã tham gia tổ làm nghề mộc tại trung tâm. Tích cực rèn luyện, chỉ ít ngày nữa, anh Hát sẽ được tái hòa nhập cộng đồng. Vừa làm, vừa lao động, vừa thể thao thì cũng quên được đi ma túy. Mà trước đó thì tôi đã sử dụng ma túy đã hơn chục năm rồi. Tôi trở về tái hòa nhập cộng đồng cùng với lại gia đình thì tôi sẽ kiếm một việc làm. Ở đây thì cũng đã được học nghề. Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh đang điều trị cho trên 400 học viên, trong đó có 3 học viên cai nghiện tự nguyện. Các bác sĩ tại trung tâm cho biết, trong thời gian trị liệu, giai đoạn cắt cơn giải độc là khó khăn nhất, do người bệnh yếu, dễ nản lòng bỏ cuộc. Bởi vậy, ngoài hỗ trợ người bệnh về thuốc men, các liệu pháp tâm lý đã được thực hiện. Các thầy của cô khi trong sử dụng thuốc, thứ hai nữa sẽ động viên tâm lý, đấy, tâm thần để cho các em làm sao cho nó thoải mái, đấy, giảm lo âu. Có những cái trường hợp học viên trong giai đoạn cắt cơn nó cũng có những cái bệnh nền, bệnh truyền nhiễm mà chúng ta cần phải theo dõi thì chúng ta có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Lao động trị liệu, tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao được xác định là giải pháp quan trọng giúp người nghiện nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Các giờ tư vấn sức khỏe, giáo dục pháp luật về tác hại ma túy đã giúp nhiều học viên nâng cao nhận thức, có thêm những kỹ năng để hòa nhập cộng đồng. Những cái chương trình học tập đã cho tôi vỡ ra được rất là nhiều điều, luôn luôn cố gắng để làm sao hoàn thành cái thời gian cai nghiện của mình để sớm trở về với gia đình và sống có ích cho xã hội. Chúng tôi gần gũi, chúng tôi quan tâm, dùng rất nhiều biện pháp, ví dụ như là có thể là tư vấn tâm lý cá nhân dành cho các bạn, tổ chức những các buổi tuyên truyền, và mời các gia đình đến để cho các bạn ấy cảm nhận được rằng là mình không bị bỏ rơi ở ngoài xã hội, ở trong gia đình. Sau giai đoạn trị liệu, được trở về với cộng đồng, người nghiện chưa thể đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Do vậy, để công tác cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả, cần sự vào cuộc tích cực của gia đình và toàn xã hội, hỗ trợ tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.